Chào các bạn, trên tay tôi ngay lúc này là một con cảm biến hồng ngoại. Thì chúng ta cũng không cần quá quan tâm vào cấu tạo bên trong của nó như thế nào. Chỉ cần biết rằng nó có chức năng giống như là một cái công tắc khóa ke. Thì về ngoại hình thì nó có 4 cái dây. Và cái con cảm biến hồng ngoại này của mình đang cầm trên tay, nó có thể điều chỉnh được thời gian sáng là 3 giây, 45 giây và 1 phút. Thì 2 giây ở bên ngoài cùng là để nối vào nguồn, trực tiếp vào nguồn để cho con này nó chạy. Thì 2 giây ngoài, 2 giây dài nhất ngoài cùng bạn sẽ đấu nối vào điện 220V. Nếu điện nhà bạn là điện dân dụng, còn 1 giây sẽ là dây lửa, 1 giây dây mát nếu bạn có điện 3 pha. Và hai cái dây ngắn ngắn ở giữa này là để nối vào đèn hoặc là các thiết bị. Khi mà bạn đi qua thì hai cái dây ở giữa nó sẽ được mạch ở giữa nó sẽ được nối với nhau, và khi đó đèn của bạn sẽ sáng. Cảm biến hồng ngoại này có 3 thời gian giữ: 3 giây, 45 giây và 1 phút. Có 3 chế độ: Deep Dark, Light Dark và All Day. Hai chế độ hay sử dụng nhất là All Day và Deep Dark. All Day là sao? Là khi ngay cả buổi sáng bạn đi qua thì nó cũng sẽ nối mạch vào. Còn Deep Dark là nó sẽ chỉ nối mạch vào khi mà trời tối mà thôi. Và bây giờ mình sẽ lắp con cảm biến hồng ngoại này vào cái đèn bóng huỳnh quang này ở trên tầng 4 của nhà mình. Nhiệm vụ của mình bây giờ là tháo cái bóng đèn này ra và nối dây nguồn vào hai đầu của dây dài nhất của cảm biến hồng ngoại. Ở bên trong bóng đèn này bao gồm những thứ rất là cơ bản như tắc te, cuộn dây. Hai dây dài nhất thì bạn sẽ nối trực tiếp vào nguồn ở vị trí này. Còn hai cái dây giữa của cuộn dây thì bạn sẽ nối vào cái vị trí ở như trên hình. Và sau đây là một bài test kiểm tra của mình. Mình đã đặt chế độ 45 giây và ô đây. Hãy xem nó sẽ như thế nào nhé. Các bạn có thể thấy đây, đèn nó sẽ tắt chậm hơn một vài giây. Sai số một vài giây là điều không thể tránh khỏi, đúng không nào? Kết lại video, mình muốn nhấn mạnh rằng bản chất của cảm biến hồng ngoại nó cũng chỉ là một loại công tắc. Và các bạn hãy nhớ rằng hai dây dài ngoài cùng là đấu với điện 220. Còn hai cái dây ngắn ngắn ở giữa ấy, là đấu với mạch của bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích dành cho bạn, đừng quên cho mình biết ở dưới phần bình luận. Cũng như hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, vì mình sẽ trở lại với rất nhiều những video hấp dẫn và thú vị khác.